giờ sáng ngày 9 tháng 8, một nhánh cây to bất ngờ gãy và rơi xuống khu vực công viên Tao Đàn, phía cổng đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này một số người đang tập thể dục bên dưới bị nhánh cây đè trúng. Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, đã có 5 người thương vong, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được sơ cấp cứu và đưa vào bệnh viện. Tại hiện trường, nhánh cây xanh rơi xuống thuộc họ Dầu, có đường kính khoảng 40-50cm, dài hàng chục mét. Nhánh rơi từ cây cổ thụ trong công viên. Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã tới phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Công ty cây xanh cũng đưa phương tiện, thiết bị đến cắt cành cây gãy, xử lý hiện trường. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.